hay nó cá nhân trồng chờ trồng nhiều trồng chí thì nó cá nhân trồng chờ trồng không nhiều cho nên số tụ nó nó nói chỉ lúc trước cần cầu đi của lịch kinh kia ban hạ ư một lúc chỉ hỏi mình chỉ một chả không nhiều thì chỉ ta nên đỡ lo ư hỏi sáng chiều sĩ ở bên nu em ư mù sĩ đập bể sa pa nó lấy chụp không nhiều nó ta chỉ lúc chuyện nó chỉ ta tổ tốt cho trong đời lưu huyện mừng la để chả cú cú cần cầu thì thì đây là chỉ là cho nó mua mua gì má gì đông kia mua mua của chỉ tao là giờ mua đây hậu lên để chữ sau là nó hậu đây cho mà đi mù đấy chúng không nhìn nó là sẽ cần gọi nó thì à ứ tôi lúc che phải phải à che có cố sứ chị chế che chỉ mua giò chế má mà mù sứ chế sẽ sẽ cần gọi sẽ sẽ che là tôi sẽ sẵn lên thế thế mà mù sứ chế giờ nó giò nó sứ chỉ giò chỉ tôi thấy đắt kéo à ứ soi tiền là nó cháu mà đi mù gì đấy chúng không nhìn nó thì cũng mà lấy thế nó nên xe nó sẽ mua đâu thu giả thu trả cần cầu đi nó nên xe của nó này lúc xưa nó chỉ xa xa nó chỉ tát tỏ nâu à cá chi nè bữa nay chỉ bữa nay sáng nó lúc đi và nó la xía nó nè đợi nó mua nó chỉ chi nữa có chuyện giờ nên chơi chi ăn chơi chi à anh chơi khai à anh chơi à ở khác khác quá còn chứ mua gì mua mua em vàng mua cái chó mua chỉ mà mong mua chỉ mà mi mua đi mua chùa mua đâu trả cho đâu giặt kia nữa tất cả nó chèn như ta châu và giờ một đất phải sapa nữa thì tôi xong là nó đu kế nó thì tôi tỏ sân la tôi xong là nó thì tôi giờ lưu huyện mường la ta nó chỉ bảo đi một đất phải sapa rồi nha chú gì mà miêu tất nhiên nó chỗ có la xe rồi cho nó la xe thì sao mà cho yêu tất xíu là nhẹ nó có cá gì đồ cho nó chua chua nha. Mua đi nằm đâu mua bê à bê đi mà nhưng như tụi nó sát sát nên gió mua cả để nó thì em đợi chút chút đợi nó thì lỡ ấy là đi sát sát là chị đấy chỉ muốn điện nó là xí lụt ác quy về nó thế này lúc về nó có điện thế nào xóa không nổi cho nên nó mà phải hoa chỉ bóng lưu nó hô chết nào chỉ bóng lưu nào chỉ bóng lưu bóng lưu chính khó lắm mê chỉ mà mê nó nếu có chi bê hoa mà cái hồ phun cho cho nó cho một cái bây giờ cái nhỏ chị ơi Tiến Thái xin chào nói như nào đấy xin chào à? Thái thôi hả à, ví dụ như là, xin chào em là người lạ đến ấy thì em bảo xin chào tới mọi người thì em nói như nào ấy. Nông in quân lơ. Nhiều từ lắm mà. Ê, từ mà nào? Từ nào là ngắn ngắn không? Ngắn ngắn là cái gì nhỉ? Rồi học hỏi nhưng mà lại còn chê. Ngắn chê dài con lại bố. Nông in quân lơ nữa mà. À, nông nông ý có lâu không? Xin chào mọi người như nào. Ví dụ em quen em bảo là hello xin chào mọi người thì sẽ nói như nào ấy? Chào pinong. À, ừ đấy từ đấy. Cái gì chắp pinong? Chào pinong. Chào pinong. Chào pinong. Như kiểu là chào mọi người đúng không? Chào anh em đúng không? Chào pinong. Chào pinong. Chào pinong nơi. Chào pin nông nơ. Chào pin nông nơ. Du hì là mường la. Đi chích. Đi gì?
mừng la xí xí tật cha ô bu bu hu bu hu. Em ở Thuận Châu. À, vâng. Mà em không biết ngó. Còn nó thì là mồn trời mà. Cái này là bắt ở suối về à? À ở dưới sông về chứ. Giờ nó cái nào mới tụi lên nó là tiền đê đà nữa. Chỉ bỏ đê đà sẽ chừng kỳ thôi chứ tụi đây nhắn đặt non là nó chụp hình nữa. Còn nào tiền thiệt là tụi đây họ mà xuống kỳ kia nữa. Thì chụp hình nữa của mày cho bé một xe. Chọn dên là nó là chọn là tụi đê đà nó sẽ bổ lộ nữa. Yêu thùng chê ơn chê đá xuôi lộ luôn. Cá rô phi vợ to lắm. Này chắc phải 5 cân đấy. Nó sẽ thùng phi nấu lộ thì tiêu được nhỏ lên luôn. Nếu còn nó mà để cháy đỏ chứ. Nếu còn để cháy đỏ thì tiêu. Chê lộ thì tiêu nữa. Chê bỏ lộ. Chê bỏ. Chê bỏ. Họ tụi nó cho chê. Tụi nó chê. Tụi này ư. Cho tụi nó mê cho. Tụi nó mà lo xa xí tè xưa cho nó. Chê tụi nó chê. Chê đê ư. Chê tụi này họ đê ư. Chê tụi chê đu đu. Chê bỏ lo tiền ư. Chê bỏ tiền chê. Nó râu chê đá. Tụi nó. Mọi tiểu nó to hò mà một điều nó lùi to hò luôn nó mà chè cắt tiền đấy chứ không nó mà nó chè chè chỉ cho mấy mẹ thôi chứ không cho một nông nó chèm ba chứ nó chứ không chè chè bỏ lo thì tiêu đâu ít tuổi mà chè chè mua chắc chín tiền à chè chúng nó thêm một sổ cái tao mà lo thì tiêu luôn. Nó là chỉ mới chơi gió chỉ cá thôi thế chỉ gió nó là đừng chia chỉ ăn chỉ cá thôi cho nó nhầm bỏ câu cá thì tiền còn chỗ mà bé hồn rượu yên nữa rượu yên. Măng này ấy với không phải đây là có cả măng với cả cá đúng không chị? Không phải cá. Và cá không à? Ừ, cá sông là làm cá chua. À cá chua. Cá mẩm cá chua bên này không chua bên này chua. Cái này là cái này là không chua. Vâng cái này không chua cái này chua. Một lọ như này bao tiền? 50.000. Ừ. Hôm nào đường đi về em về mua nhá. Vâng. Tại vì bây cái giờ. Cái này tương. Ừ. Hay là mình mua cái chầm chéo. Ờ, bên này là chầm chéo. Mua đi, ủng hộ đi. Hả? Hả? Mua một cái gì đó để mình ra rừng quay rừng bằng xấu thì là... Kìa, cái mua chầm chéo. Đây này chẩm chéo đi nướng thịt nướng cá đây này. Ừ. Mình nướng cá đi ăn cơm ấy. Thế thì hôm nào về mua thịt chua nữa, thịt cá chua nữa. Hai, nhà trong chợ Phương Yên nó lúc xưa nó chỉ chả cú cú cần gọi chị bán nó tốt so. Tôi thích tao không sao. Sao lại lúc rụt té này nó đấy. Ừ, chị nhớ là đấy rồi chị. Lúc rụt té có chiếc của số chả cú thịt tiêu đi. Bây giờ nó chỉ chỉnh cắt tỏ à mốt. Chờ khó thì không chờ nó cho nó qua qua tao hòn chung từ đấy tiền nó bị đốt khó thì chả chế mà tao kể chiều chỗ rồi thế này chiều chả cũng cần cầu đi ư ư ư son để lấy lưu rủ tế trong này nó rồi nó thì cái chế nè tất cả nó thì giờ tất cả ông bố bị sa pan nữa ư chế cho nó nữa. Sa cần cầu đi. Này là sa chế là sa.
cái sợi tiền nó cho mà mua chồng phương giờ đợt nay giờ lấy để tê là thế mới lúc chết tê nói thế tôi sòn nó thế nó đợt nay giờ lấy để tê để cho bên nó để cho bốc u để cho vơ thế ô để cho con nông thú giờ thì bé thế ô thế nào là cú tê bốc cừ xứ nào nó đợt nay giờ lúc thủy điện rồi giờ thì lúc bà đê của thủy điện này lúc nhớ na hay chả ní ở lùng phong trà chả ní giờ đi bật tính á, giờ bật tính nhà water rồi tết trời tết nào đấy, bây giờ lúc bật tính lọ cần cầu thế to cần cầu như là nói chung thì nó là tủ đề đệ đà nè. Đó chưa nó chế bên nào ta tỏ nó sù đó cứ chỉ nó sù chỉ nó thì nó do nó mỏ thiên nó tỏ thiên học của nó chưa thế nên không cay nó sù chó mà đi mù thì nó ấy cho nó tuyết thành rác kia đó chép lá cậu đi có phải chép lá bây giờ cái nên cái gì ta chơi ấy chẳng có dụng xuất nên thôi nó bỏ chơi bé mà đi học một ship bê sa ba xe trong góc kia anh ơi học một đất chi nữa.